Cá voi xuất hiện, lặn ngụp liên tục ở vịnh Cam Ranh. Con cá voi dài chừng 15 mét, liên tục ngùm lặn rồi ngoi lên biển. Những du khách khi tham quan gần đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa thích thú quay lại hình ảnh này. Trong thời gian vài phút, mọi người chứng kiến cá voi ngụp lặn rồi ngoi lên mặt nước nhiều lần. Sau đó, cá lặn và đi ra xa vùng biển này. Nhiều người chứng kiến tỏ ra thích thú, đã dùng điện thoại quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Tôi không ước lượng được con cá voi nặng bao nhiêu tấn, nhưng nhìn thì thấy cá có thể to bằng chiếc thuyền, anh Nam, người quay video nói. Theo nhóm du khách, khi đi tàu chơi trên vịnh Cam Ranh, cách đảo Bình Hưng, thành phố Cam Ranh khoảng 400m, vào sáng 25 tháng 6 thì phát hiện một con cá voi lưng màu đen, dài chừng 15m. Gần đây, có nhiều loài cá xuất hiện trên vùng biển Khánh Hòa. Gần nhất, hôm 18 tháng 6, đàn cá heo mỗi con dài chừng 3m xuất hiện và bơi lội trước tàu ngư dân trên biển Hòn Gấm, thuộc vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh.